Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn đang là một thực trạng đáng báo động tại tỉnh Hưng Yên. Câu chuyện sẽ được phản ánh ở huyện Kim Động có trong chương trình ngày hôm nay. Làm thế nào để phòng ngừa đột quỵ trong mùa nắng nóng là nội dung có trong phần hỏi đáp y tế. Mở đầu sẽ là phần sổ tay y học về lợi ích của việc tiêm phòng COVID-19 mũi 4 và bài thuốc chữa say nắng say nóng. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Thực tế cho thấy hiện nay một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý do dự chủ quan trước COVID-19, cho rằng dịch bệnh đã trở nên bình thường vì đã tiêm đủ 3 mũi hoặc đã từng mắc COVID-19 nên không thực hiện tiêm mũi 4. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì vaccine phòng chống COVID-19 có tác dụng trong thời gian nhất định. Do đó, người dân cần chủ động tiêm vaccine COVID-19 đúng lịch. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Ngọc, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên. Lợi ích của tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi thứ tư. Thứ nhất là cái COVID-19 này nó là biến chủng của coronavirus. Nó là một cái cúm mùa biến chủng và làm cho con người ta nhiễm rất cao và lây lan rất mạnh, bởi vì nó là bệnh lây đường hô hấp do virus. Thứ hai là trên thế giới các nhà giáo sư bác học cũng chưa thể nghiên cứu hết được có bao nhiêu chủng, bao nhiêu tiếp, cũng như cái mùa cúm mùa hàng trăm chủng, hàng nghìn tiếp. Thế nên là khi mà nhân dân, đặc biệt là trẻ em đến người già mà đã bị nhiễm chủng nào, nhiễm tiếp nào thì chỉ có kháng thể với cúm đối với chủng đó tiếp đó thôi. Theo công văn quy định của Bộ Y tế là cứ khi mà mắc COVID rồi, khỏi trong vòng 3 tháng trở lên là có thể tiêm mũi 4. Tiêm mũi 4 là rất quan trọng. Cái kháng thể của COVID-19 này nó không bền vững, cho nên là nó sẽ mất dần đi theo năm tháng. Đặc biệt là nhóm người già từ 50-60 tuổi trở lên, cái sức đề kháng giảm rồi, cái tiếp nhận kháng thể cũng như là sinh ra kháng thể sau khi tiêm nó cũng kém đi. Cho nên là càng phải tiêm. Và cái nhóm đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, những người mắc các bệnh nền hoặc các cái bệnh về máu, các cái bệnh về suy giảm miễn dịch, ví dụ như là cao huyết áp, tiểu đường, vân vân, các bệnh tim gan phổi mãn là càng phải đi tiêm. Trừ những trường hợp mà có cái miễn dịch dị ứng, có cái sốc phản vệ những mũi trước, sốc phản vệ mạn lặng, đặc biệt là những trường hợp phải cấp cứu thì người ta sẽ hoãn tiêm, và những trường hợp đó người ta phải tiêm ở các cái nơi có điều kiện cấp cứu kịp thời. Ngoài vấn đề tiêm phòng rồi thì cái vấn đề khử khuẩn, là sát khuẩn tay chân cũng như là các cái hốc tự nhiên, mũi họng mắt, tôi khuyên rằng là vẫn cứ phải liên tục. Ví dụ như là sát khuẩn bằng còn khô, hoặc là sát khuẩn nhanh, hoặc là rửa tay xà phòng ngày 5-7 lần là vẫn là tốt. Cái thứ hai là vẫn cố gắng đến các cái nơi đông người, vẫn cứ thực hiện tốt cái vấn đề khẩu trang. Theo y học cổ truyền, say nắng say nóng còn gọi là thử ôn, phát sinh vào mùa hạ, có triệu chứng chủ yếu là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, tức ngực, buồn nôn, khát nước, sốt cao hay toàn thân mệt mỏi rã rời. Làm việc dưới ánh nắng mặt trời gay gắt hay có hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao đều có thể dẫn tới chứng cảm nắng hay say nắng. Trong mục sổ tay y học kỳ này, bác sĩ Lê Thu Hương, khoa Đông y, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang sẽ giới thiệu tới quý vị một số vị thuốc nam đơn giản, dễ kiếm, điều trị hiệu quả chứng bệnh này. Tôi xin giới thiệu với quý vị khán giả các cái bài thuốc và cái cách để chúng ta thích nghi được với mùa nắng nóng, để làm giảm những cái triệu chứng say nắng say nóng và mắc các bệnh dễ gặp của mùa hạ, ví dụ như cảm cúm, cảm sốt, đau đầu, không ra mồ hôi, người mệt mỏi. Thì sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị khán giả các vị thuốc để có tác dụng tân nương giải biểu, thanh tiêu trừ thất nhiệt. Trước mặt tôi là có 4 vị thuốc, là vị hương nhu, liên kiều, hậu phác và bạch biển động. Các vị thuốc này thì là có tác dụng là tân nương giải biểu, tiêu trừ thất nhiệt, giúp cho chúng ta làm mất các cái triệu chứng đau đầu,
người mệt mỏi và không ra mồ hôi. Các vị thuốc trên chúng ta có thể uống ấm trong ngày, mỗi vị tầm 15 đến 20 gram. Chúng ta cho 500ml nước sắc cô đặc lại còn một nửa, chúng ta chia uống làm 3 lần trong ngày. Trong dân gian chúng ta thì sẽ có rất nhiều các vị thuốc khác rất dễ kiếm, dễ tìm và chúng ta có thể dễ áp dụng. Ví dụ như các vị thuốc như là tía tô, lá tre, lá xả, cúc tần, hương nhu. Các vị thuốc này là các vị thuốc nam có trong vườn thuốc thì sẽ rất là dễ tìm. Khi gia đình chúng ta có những người mà mắc các cái triệu chứng như là sốt, sợ lạnh, sợ gió, không ra mồ hôi, đau đầu, người mệt mỏi thì chúng ta có thể lấy mỗi vị thuốc khoảng tầm 20 đến 30 gram, chúng ta sẽ sắc lên, chúng ta sẽ lấy một cốc là chúng ta để uống ấm. Còn các vị thuốc còn lại chúng ta có thể đun kỹ hơn để xông, để chúng ta có thể ra mồ hôi, giải cảm. Ngoài các vị thuốc và các cái bài thuốc uống và xông tôi đã giới thiệu thì quý vị khán giả có thể điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống nghỉ ngơi của mình. Mùa này thì chúng ta nên uống thật nhiều nước, một ngày từ 2 lít rưỡi đến 3 lít nước bằng đường uống. Ví dụ có thể uống thêm các nước hoa quả, uống thêm oxyzone. Và ngoài ra thì chúng ta có thể ăn bát cháo giải cảm. Bát cháo giải cảm thì chắc quý vị khán giả cũng đã biết là chúng ta có thể ăn cháo với trứng gà, cho thêm hành, tía tô để chúng ta có thể giải cảm thì cũng sẽ là rất là tốt ạ. Trong mùa nắng nóng này thì chúng ta cũng nên lưu ý, đặc biệt với những người mà lao động ngoài trời, người già và trẻ nhỏ, nếu thực sự là cần thiết thì chúng ta hãy ra đường. Còn khi ra đường thì chúng ta cũng nên là trang bị đầy đủ đồ để chúng ta có thể tránh nắng được tốt nhất, để tránh những trường hợp mà say nắng, say nóng ạ. Thời tiết nắng nóng khi nhiệt độ cao, mức dao động nhiệt độ càng lớn thì nguy cơ dẫn đến bệnh đột quỵ lại càng cao. Già trẻ đều có khả năng bị bệnh khi nắng nóng. Đối tượng dễ bị đột quỵ nhất là người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính. Vậy làm sao để phòng ngừa đột quỵ mùa nắng nóng? Mời quý vị và các bạn cùng đến với những giải đáp của thạc sĩ bác sĩ Phan Văn Quynh, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Phố Nối ngay sau đây. Các cái dấu hiệu của nhận biết nhanh của đột quỵ não, thứ nhất là dấu hiệu khuôn mặt thì bệnh nhân thì đột ngột xuất hiện méo miệng, mắt không nhắm được kín, hoặc là bệnh nhân đang ăn uống mà nuốt không nuốt được, rơi vãi thức ăn ra. Thứ hai, bệnh nhân có xuất hiện dấu hiệu tê bì nửa người, hoặc nặng hơn nữa là bệnh nhân có dấu hiệu liệt một nửa người, tay chân không cử động được một nửa bên, và thậm chí có trường hợp đột quỵ nặng là bệnh nhân có thể dấu hiệu liệt tứ chi. Và một cái dấu hiệu thứ ba để có thể giúp nhận biết nhanh dấu hiệu của đột quỵ đó là dấu hiệu về ngôn ngữ. Đột ngột bệnh nhân xuất hiện tình trạng nói khó, không nói được, không phát ra thành câu. Đấy là những cái dấu hiệu sớm, nhanh để chúng ta có thể nhận biết được đột quỵ. Phân biệt giữa việc bệnh nhân bị đột quỵ não và dấu hiệu say nắng say nóng cũng là một cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải lưu ý để biết được đấy là đột quỵ hay là say nắng say nóng. Thông thường thì những bệnh nhân đột quỵ là có những dấu hiệu như tôi vừa chia sẻ. Nhưng với bệnh nhân say nắng say nóng thì thông thường bệnh nhân làm việc trong cái môi trường nắng nóng hoặc là trong những cái môi trường mà cái không gian làm việc chật hẹp, không thông thoáng và làm việc trong một thời gian lâu thì bệnh nhân mất nước nhiều. Ban đầu bệnh nhân sẽ có những biểu hiện như là hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi. Tình trạng nặng bệnh nhân có thể có các biểu hiện như là co cứng tay chân, rồi thậm chí là co giật và hôn mê. Nhưng tuy nhiên thì những bệnh nhân say nắng, say nóng thì không có cái dấu hiệu như là liệt một nửa người, ít khi có dấu hiệu hôn mê trừ trường hợp rất là nặng. Và bệnh nhân thì ngôn ngữ của bệnh nhân thì thông thường là vẫn nói được. Đấy là dấu hiệu để chúng ta phân biệt được đột quỵ và say nắng, say nóng. Khi mà sự thay đổi nhiệt độ đột ngột của môi trường dẫn đến cái phản ứng quá mức của cơ thể thì thông thường những bệnh nhân đột quỵ não xảy ra vẫn trên nền các cái bệnh lý có thể gây ra đột quỵ, bệnh lý tăng huyết áp, bệnh lý đái tháo đường và các bệnh lý tim mạch trước đó kèm theo. Thì đấy là những nhóm nguyên nhân mà gây ra đột quỵ, và cái yếu tố thời tiết thay đổi đột ngột cũng là yếu tố tác động làm cho có thể bệnh nhân tăng huyết áp đột ngột, hoặc là cái tình trạng nhịp tim của bệnh nhân bị rối loạn tăng lên, cái đấy làm tăng nguy cơ của bệnh nhân đột quỵ. Để
phòng tránh được tốt đột quỵ thì tất cả những người dân, mà đặc biệt là những người đã được phát hiện các bệnh lý nền, cần được kiểm soát tốt bằng cách là chúng ta uống thuốc đều đặn để kiểm soát. Việc thứ hai là với những người bệnh mà bắt buộc phải đi làm việc trong môi trường nắng nóng thì chúng ta phải có các biện pháp bảo hộ. Và khi mà làm việc trong cái công xưởng thì trong công xưởng phải được thoáng. Và một điều quan trọng nữa đó là tất cả những người bệnh cũng có bệnh nền hoặc cũng như là người dân thì chúng ta nên uống đủ nước. Đấy là những cái biện pháp mà có giúp cho ngăn ngừa được đột quỵ có thể xảy ra, cũng như là ngăn ngừa tình trạng say nắng, say nóng. Hiện nay tỉnh ta có tỷ số giới tính khi sinh là 119,8 bé trai trên 100 bé gái, theo số liệu của năm 2021. Với con số này thì Hưng Yên là một trong 10 tỉnh thành phố có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất cả nước. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến cấu trúc dân số, gây ra tình trạng dư thừa nam giới trong xã hội. Vậy đâu là nguyên nhân gây ra tình trạng trên? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự nhóm phóng viên chúng tôi thực hiện tại huyện Kim Động, địa phương có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất tỉnh, 138,7 bé trai trên 100 bé gái. Phóng sự nhân ngày dân số thế giới 11 tháng 7. Mặc dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, sinh hoạt hàng tháng chỉ trông chờ vào tiền chạy xe ôm của chồng ở Hà Nội gửi về, và dù gia đình đã có một trai một gái, thế nhưng ở độ tuổi 42, chị Bùi Thị Nga tại xã Song Mai, huyện Kim Động vẫn quyết tâm sinh bé trai thứ ba. Tôi cảm thấy hai đứa nó ít quá thì muốn sinh thêm một cháu nữa cho nó có anh có em, cho nó đông vui. Còn đây là những hình ảnh tại nhà bà Bùi Thị Hoàn ở xã Song Mai, huyện Kim Động. Bà có hai người con, một trai và một gái, nên khi vợ chồng cậu con trai sinh được bé thứ ba là con trai, gia đình bà rất phấn khởi. Gia đình cũng biết mỗi cặp vợ chồng là có hai con, thế nhưng bây giờ thì các cháu nó cũng vỡ kế hoạch lại là cháu con trai. May là để lối dõi tông đường cho con lếp có tẻ hả? Xuất phát từ quan điểm muốn có nhiều con hay muốn có con trai để nối dõi tông đường, nên hiện nay tỷ lệ sinh con thứ ba và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở địa phương này vẫn rất cao. Xã Song Mai từ đầu năm đến giờ là sinh được 25 cháu, trong đấy thì có 10 cháu là con gái, còn 15 cháu là con trai, có 6 cháu là con thứ ba. Nguyên nhân là do cái phong tục tập quán muốn có con trai để nối dõi tông đường. Nguyên nhân nữa là do khoa học công nghệ và y tế nên họ sẽ đi sàng lọc lựa chọn giới tính trước sinh. Trước thực trạng đó, phòng dân số huyện Kim Động đã có nhiều giải pháp để cải thiện tình trạng trên. Các hoạt động chủ yếu của chúng tôi đó là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe ở cộng đồng, thay đổi thái độ và hành vi, dần xóa bỏ những cái quan niệm là nhất thiết là phải sinh con trai để nối dõi tông đường, thờ phụng tổ tiên hoặc là chăm sóc bố mẹ khi mà về già. Thứ hai là chúng tôi tăng cường truyền thông về công tác dân số kế hoạch gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với các đối tượng là thanh niên, học sinh trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, công nhân trong các công ty, các doanh nghiệp. Những năm qua, dù đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp can thiệp, nhưng tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh vẫn ở mức cao so với trung bình cả nước và so với tỷ số giới tính khi sinh tự nhiên từ 103 đến 107 bé trai trên 100 bé gái. Từ năm 2015 đến hết năm 2020, tỷ số giới tính khi sinh đều ở mức từ 118 đến 120 bé trai trên 100 bé gái. Năm 2021 là 119,8 bé trai trên 100 bé gái. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh diễn ra ở cả 10 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh, xảy ra ngay từ lần sinh thứ nhất, đặc biệt cao ở lần sinh thứ 3 trở lên. Thực trạng này sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng trong tương lai, ảnh hưởng đáng kể đến cơ cấu giới tính và nhân khẩu học, phải đối mặt với vấn đề thừa nam giới. Từ đó còn ảnh hưởng đến các vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội như gia tăng tình trạng mua bán phụ nữ, mại dâm trẻ em, gia tăng tội phạm liên quan đến xâm hại tình dục, bạo hành gia đình, bất bình đẳng giới. Do đó, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, thực hiện quyết liệt, kiên trì, từng bước dần xóa bỏ quan niệm phải có con trai nối dõi tông đường cùng một bộ phận người dân. Chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.